ngồi đây mà nhớ thương cánh phượng rơi. Sao xuyến lòng tôi phương ơi, đã mấy mùa qua rồi, trùng lớp trùng đôi, tôi và anh cùng đắp say mong mơ vết mực nghiêng buốt sao. Vui trong mùi giấy thơm sách đèn mệt mài, đêm dài trắng đêm gối mộng ngày mai. Mùa thi vừa chớm sang tiếng vẽ sầu dâm giang, bên mái trường xưa phương rơi luyến lưu ta đành ra từ. Lòng vẫn khôn nguôi ta nhìn nhau, lòng nhớ thương từ đây khắc tròn trong trái tim. Vì mai mình cách xa mỗi người một đường, mang niềm nhớ thương về tương lai. Mai đây trên đường đời muôn vàn lối, mỗi đứa một nơi, biết bao giờ sẽ tương phùng. Lệ tràn mi cay nỗi niềm không dám nói, hẹn cùng chào nhau chút kỷ niệm xưa dấu yêu. Mai sau khi thoa niềm mong đợi đó, nhật ký ngày xưa viết thêm lời yêu dấu ngọt ngào. Trường đời bên nhau cùng say niềm mơ ước, hẹn một ngày sau rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau. Thời gian rồi cứ trôi xóa màu mực in. Xin nhớ bạn ơi ngày sau, sống sao cho trọn tình, vẹn trước vẹn sau, mang niềm tin cùng khát khao ngày mai, ước nguyện một tương lai, cùng bao niềm luyến mơ của tuổi học trò. Khung trời nhớ thương phương ơi, trên đường đời muôn vàn lối, mỗi đứa một nơi, biết bao giờ sẽ tương phùng. Lệ tràn mi cay nỗi niềm không dám nói, hẹn cùng chào nhau chút kỷ niệm xưa dấu yêu. Mai sau khi thoa niềm mong đợi đó, nhật ký ngày xưa viết thêm lời yêu dấu ngọt ngào. Trường đời bên nhau cùng say niềm mơ ước, hẹn một ngày sau rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau. Thời gian rồi cứ trôi xóa màu mực in. Xin nhớ bạn ơi ngày sau, sống sao cho tròn tình, vẹn trước vẹn sau, mang niềm tin cùng khát khao ngày mai, ước nguyện một tương lai, cùng bao niềm luyến mơ
của tuổi học trò. Khung trời nhớ thương Phương ơi, cùng bao niềm luyến mơ của tuổi học trò. Khung trời nhớ thương Phương ơi. Cảm ơn vũ đoàn LTA đã mang đến một màu hồng thật là lãng mạn và ngây thơ trong sáng của tình bạn như những cánh phượng hồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta dành một tràng vỗ tay để chúc mừng Ngọc Phụng, thưa quý vị. Thời gian rồi cứ trôi, xóa màu mực in. Cái lời bài hát và đặc biệt là với bài hát này, nó đúng với gương mặt học sinh của Ngọc Phụng, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ chuẩn bị trước khi họp phụ huynh thì phải chia sẻ ngay, thưa quý vị. Quý vị có nghe bài này lạ không ạ? Thưa quý vị, bài này do chính Ngọc Phụng sáng tác để mang đến phần thi quyết định trong buổi chung kết xếp hạng ngày hôm nay của Solo cùng Bolero mùa 6. Thật là tuyệt vời khi mà dòng nhạc Bolero giờ đây đã có thế hệ kế thừa còn rất rất trẻ, thưa quý vị, vẫn gìn giữ những giá trị độc đáo của dòng nhạc này, nhưng bên cạnh đó còn phát triển và mang lại hơi thở của hiện đại, hơi thở của tình bạn đến trong ca khúc này. Cảm ơn Ngọc Phụng rất nhiều. Có lẽ là ban giám khảo cũng thấy cái ngoại hình của Ngọc Phụng ngày hôm nay thay đổi hoàn toàn. Nó giống như là một nghệ sĩ trẻ đang từng bước chinh phục khán giả, chỉnh chu, sang, đẹp. Phải không ạ? Không còn ông cụ non nữa. Đó là điều mà chúng ta nên ghi nhận. Và bây giờ bắt đầu họp phụ huynh. Xin mời nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Thật là ý nghĩa khi mở màn ra, chúng ta nghe hai giọng ca nổi tiếng và là ban giám khảo xuyên suốt của mùa thứ 6 để ca ngợi về quê hương đất nước. Và tiếp theo là một phần thi, anh nghĩ là một phần trình diễn thì đúng hơn. Chúng ta có tình yêu quê hương đất nước và chúng ta có tình bạn nữa. Trên các đoạn đường đi, tụi em sẽ nhớ về những ngày như vậy. Chúng ta đã từng nắm tay nhau và tình bạn theo chúng ta đi xa hơn nữa. Thứ nhất đó là phải khẳng định là em có một cái chất giọng rất riêng biệt, ấm và tinh tế. Đó là ba điều mà em có. Anh sẽ cho em một cái chữ để em có thể đi xa hơn. Đó là chữ lực. Em vẫn phải trao dồi cái lực khác cho tốt hơn. Còn về cuộc sống á, em phải vượt qua những cái lực cản. Mà trong sự nghiệp thì em phải tìm ra cái lực đẩy. Đó là cái lực mà em cần trên đoạn đường sắp tới. Quan có chia sẻ ban đầu, chúng ta tới đây không chỉ là tìm ra quán quân, mà để giọng ca của mình phải thăng hoa cùng với âm nhạc và mang cho khán giả những giá trị về cuộc sống. Và hôm nay em đã chia sẻ tình bạn. Chúc em thành công và với cái lực đẩy mà em tìm ra được sẽ giúp cho em đi xa hơn. Chúc mừng em. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Phương xin mời tiếp theo giám khảo Phi Nhung ạ. Để dành cho anh Quỳnh đi, con trai nói hay hơn, để mở đầu đi. Người kia chỉ người này chỉ người kia, quý vị thấy không? Lúc nào cũng nhường nhịn nhau trơn trọi tình bạn. À, tình bạn nè. Bởi vậy mới tới ngày hôm nay đó. Dạ, vậy thì mời giám khảo Mạnh Quỳnh trước ạ. Cảm ơn Ngọc Phụng đã trình diễn một cái bài hát rất là hay và rất là ý nghĩa. Tại vì bản thân Mạnh Quỳnh là Quỳnh rất là yêu thích cái dòng nhạc học trò. Và ngày hôm nay thì khi em cất cái giọng ca lên thì anh đã thấy một cái gì đó rất học trò và một cái gì đó rất là ý nghĩa trong cái cuộc sống của chúng ta. Và chính em là người sáng tác nhạc phẩm này, anh xin dành trọn cho em 10 điểm ngày hôm nay. Wow. Tiết lộ điểm luôn rồi. Tiết lộ điểm luôn rồi. Trời ơi. Cái này là cho điểm sáng tác thôi chứ chưa bật mấy điểm thi. Bởi vì Nhung mới nói là tại sao phải chỉ qua anh Mạnh Quỳnh. Tại vì anh Mạnh Quỳnh cũng là một người sáng tác nhạc rất là hay về quê hương. Đó là lý do tại sao chị nhường cho anh Mạnh Quỳnh. Anh ngồi ở dưới đây anh nói thiệt với em, anh rất là, anh nổi da gà. Tại vì từ cái lời của bài hát rất là hay và ý nghĩa, và em đã dẫn dắt mọi người nghe từ khởi đầu cho đến kết thúc. Một lời khuyên rất là chân thành, cho dù mình cuộc sống thế nào mình cũng nhớ về cái tuổi học trò của mình. Lứa tuổi trẻ như tụi em sáng tác những nhạc phẩm như thế này thì đó là một điều đáng khích lệ và đáng khen. Chúc em thành công hơn nữa trong công việc ca hát của em và một cái tương lai thật là sáng lạng trong sự nghiệp của em. Chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Riêng bản thân anh nó Phụng, em quá là mạo hiểm. Mạo hiểm khi mà cái tiết mục quyết định trong đêm chung kết xếp hạng các em lại lựa chọn ca khúc mà chưa ai biết mình sáng tác ra nữa. Đúng là mạo hiểm phải không chị Phi Nhung? Quá mạo hiểm em ơi. Trước tiên thì khen bộ đồ của em đẹp nè.
dễ thương, hay, rất là lạ. Và thứ hai nữa là giọng hát của em thực sự là chị mê, là từ đầu tiên rồi là chị đã mê rồi. Thứ ba nữa là cái bài hát sáng tác này chị rất thích, và nổi da gà khi mà em xuống câu mở đầu hả Quỳnh? Đúng rồi. Xuống mà xuống lạ lắm. Ngồi đây mà nhớ thương cánh phượng rơi. Em quá mạo hiểm, nhưng khi em hát xuống thì chị ngạc nhiên, chị sợ em bị lạng đó. Nhưng mà em xuống rất là chính xác, chị rất là phục em về cái điều đó. Cho phượng rơi á. Dạ, cho phượng rơi. Nhiều bài người ta sáng tác, người ta phải chuẩn bị rồi. Dạ, thì không, nhưng mà có khi người sáng tác hát cũng bị chinh nhiều lắm đó. Nói tôi á. Tôi không nói ai. Nói yêu đấy. À, đó, em xuống đúng nhịp và đúng nốt luôn, chị rất là để em. Em phục em. Còn trong bài hát câu 1, câu 2, cái nhịp em không có để cho mình nghỉ được một tí nào hết. Mình đi một hơi luôn. Nên cái câu 1, câu 2 em có thể chỉnh sửa lại để mà mình có thể mình nghỉ ngơi được một tí. Chứ còn em tự em sáng tác bài này chắc có một mình em hát thôi. Chứ còn nếu mà để chị hát, mà chị hát theo em, chị hát chị thở luôn, sao chị hát nổi. Đó là chị chỉ góp ý kiến cho em thôi. Còn một cái cho em, thì nếu mà tối hôm nay em thành công, em có về đội của chị hay không? Đó. Cái này chốt lại nhận xét một hồi là hỏi cái câu quyết định. Em chuẩn bị tinh thần về đội của chị là chuẩn bị xét tác bài cho chị đó. Sáng tác cho chị hát. Không phải là nhận con nữa, không nhận em, không gì hết. Mà là một người nghệ sĩ cùng với một trung tâm. Thì sau cái cuộc thi này, chị thật sự rất thích giọng hát của em. Cho em suy nghĩ để đó, cuối cùng đỉnh mình nói cao. Chị màn chiêu dụ đỉnh cao của giám khảo Phi Nhung ngay trên sóng truyền hình của trận chung kết này. Và lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên mà chị lên tiếng nhận một thí sinh về là ca sĩ hợp đồng cùng với công ty của chúng tôi, là vậy. Quá tuyệt vời thưa quý vị, đó là một tín hiệu quá tốt cho Ngọc Phụng chặng đường sau này, và Phụng phải suy nghĩ thật kỹ. Rõ ràng là chúng ta cực kỳ cần phải khuyến khích những tài năng trẻ như thế này. Cho chị xin nói thêm một câu nữa, không phải riêng một mình em hôm nay, mà cả ba em mà có duyên với chị sẽ nhận các em. Trong như vậy là hai bạn kia vẫn có cơ hội để cố gắng bước lên. Dạ, dạ. Vẫn có cơ hội để mà ký hợp đồng. Một tràng vỗ tay cho lời cam kết đó từ giám khảo Phi Nhung. Và dĩ nhiên rồi, hãy dành một tràng vỗ tay nữa, đó chính là Ngọc Phụng của Solo cùng Lero mùa 6. Quý vị khán giả thân mến, Thanh Tấn và Ngọc Phụng tôi tin sẽ là một cặp giáp đấu hết sức thú vị mà quý vị không nên bỏ qua. Với Thanh Tấn sở hữu một giọng hát đầy nội lực, đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong Bolero ngoài những trường đoạn cao trào thì những đoạn xử lý lắng lòng và bỏ nhỏ cũng hết sức giá trị. Còn với Ngọc Phụng, một cá tính âm nhạc, một cách xử lý mới hoàn toàn mà tôi tin rằng là từ năm mùa solo cùng Bolero vừa qua không ai sở hữu cách xử lý như vậy cả. Thử thách dành cho hai bạn là một trong những bài Bolero kinh điển Cô Hàng Xóm. Để xem Thanh Tấn ngoài giọng hát mạnh mẽ của mình, liệu những đoạn bỏ nhỏ có làm mượt mà hơn và chiếm lấy tình cảm của khán giả hay không? Và Ngọc Phụng có phát huy tiếp tục thế mạnh bằng cách xử lý bài hát tinh tế của mình hay không? Hơn hết, giọng hát đặc biệt bí ẩn sẽ xuất hiện trong phần hoa ca tam đấu, có làm tiết mục này giàu cảm xúc hơn. Tất cả hướng mắt về sân khấu để trận đấu giữa Thanh Tấn và Ngọc Phụng xin được phép bắt đầu. Tranh tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang, đi về sẽ đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau.
hai năm trôi qua ân tình không dám ngỏ. Tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sầu. Tôi sợ ngang trái làm mong đời chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Tranh tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở thang. Và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư rộn rào như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua ân tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sau. Tôi sợ ngàn trái làm mong đời chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta như hình bóng trong giấc mơ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quen. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạt sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạt sĩ nghèo này chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng. Hỡi em về
về đời cho đời mình thương nhớ. Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vỡ nhớ. Hay là chút giận nên em nghẹn lời, mai lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay khi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bên vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau. Em giờ xa mãi, ngày đi buồn không nói dù một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên anh nghẹn lời, mai lầu kia thiếu trăng, coi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình heo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Quý vị và các bạn thân mến, xuất hiện để cùng hòa ca tam đấu với hai chàng trai Ngọc Phụng và Thanh Tấn, đó chính là Á Quân solo cùng Bolero mùa năm thưa quý vị. Trọng Khương, tôi nhận thấy là có tín hiệu từ ban tư vấn phải không ạ? Tùng Anh đây xin phép được đại diện cho ban tư vấn có tín hiệu đặc biệt dành cho. Có tín hiệu đặc biệt. Trọng Khương thân mến, một tín hiệu đặc biệt từ ban tư vấn nghĩa là sẽ có trường hợp được tuyển thẳng vào vòng trong. Rồi, Trọng Khương được tuyển thẳng vô rồi. Đó, với vô. Điều kiện là Khương là người đồng ý thứ 6, nghĩa là phải có 6 sự đồng ý ngoài 5 thành viên ban tư vấn. Cho nên Trọng Khương sẽ đứng ở đây để xem xác nhận lại tín hiệu, xem 5 sự đồng ý ở trên kia có thật sự đồng tình từng người hay không. Chúng ta cùng xem nha. Đầu tiên, xin mời Tùng Anh. Bạn có đồng ý với tín hiệu hay không? Tùng Anh đồng ý. Tùng Anh đồng ý. Lâm Ngọc Hoa, bạn có đồng ý hay không? Đối với siêu phẩm như này thì em phải đồng ý rồi. Cảm ơn Lâm Ngọc Hoa. Anh Lê Minh Trung, anh có đồng ý hay không? Ủa, đồng ý gì chưa hiểu? Đồng anh ý thì bây giờ anh đang về tín hiệu đặc biệt. Anh đang gán ghép 3 bạn này vô trong một cái cụm từ hay, độc và lạ. Và dĩ nhiên anh sẽ... Thì tất nhiên là anh phải đồng ý. Không thể nào nói không với ca khúc. Không thể nào nói không đồng ý. Cảm ơn Đưu Hoàng. Còn anh Thiên Bảo thì sao ạ? Thiên Bảo đồng ý. Thưa quý vị, như vậy 5 sự đồng ý từ ban tư vấn, nhưng dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn chưa biết đó là sự đồng ý dành cho một bạn hay là cả hai. Bây giờ tôi sẽ đưa ra 3 phương án. Sự đồng ý đó sẽ dành cho Ngọc Phụng là phương án đầu tiên. Phương án thứ hai, sự đồng ý dành cho Thanh Tấn. Và phương án thứ ba là sự đồng ý dành cho cả hai, Ngọc Phụng và Thanh Tấn. Và bây giờ
Thời gian suy nghĩ dành cho ban tư vấn không còn nhiều nữa. 3 2 Xin mời. Vâng, thưa quý vị, như vậy là cả 5 thành viên của ban tư vấn đã quyết định chọn phương án thứ 3, Ngọc Phụng và Thanh Tấn được vào vòng trong, nhưng chưa là gì cả, vì tất cả quyết định lúc này đổ dồn vào Trọng Khương. Như một cái lời chúc mà Trọng Khương chúc cho hai bạn trước khi lên trên đây, Khương chúc cho hai bạn có một cái màn trình diễn thật là xuất sắc, để là cái dấu ấn trong lòng khán giả. Và cái lời chúc tiếp theo mới là quan trọng đối với hai em, đó là anh chúc cả hai em đều vô tới vòng trong. Như vậy, trường hợp đầu tiên đặc biệt đã diễn ra, Ngọc Phụng và Thanh Tấn là hai thí sinh đã được vào vòng trong. Vừa rồi là Phụng rất là may mắn đã vượt qua được vòng bán kết 1, và hôm nay vô chung kết 1 và thể hiện qua hai ca khúc. Bây giờ thì tâm trạng của Phụng là đang rất là muốn để được lên sân khấu để trình diễn, và hy vọng là cái liên khúc đó sẽ chinh phục được các vị giám khảo. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi. Dần người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn dần đời đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, những người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay.
hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi. Nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ nay sầu giấm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em, lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng quen, thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chân gối bên người không quen biết, sao tim anh vẫn thấy nghe cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây. Người phương trời kẻ sống bơ vơ, nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư. Nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Tình yêu đôi mình chỉ thế thôi. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn cho thí sinh khởi đầu cho hành trình chính thức của solo cùng Bolero 2019 được không ạ? Ngọc Phụng thưa quý vị, với vòng chung kết một này, bộ ba giám khảo quyền lực của chúng ta sẽ có một quyền ưu tiên hết sức quý giá của mùa giải năm nay, đó chính là quyền được tuyển thẳng thí sinh hội đủ điều kiện về tố chất, về giọng hát, về kỹ năng để vào thẳng vòng sau mà không phải bước vào vòng xình ốp. Trước khi tôi hỏi đến tín hiệu tuyển thẳng, rất mong nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ chia sẻ về thiết kế sân khấu rất lộng lẫy và lung linh của mùa giải năm nay cùng với ý nghĩa của bảy sắc cầu vồng. Xin mời. Cảm ơn Phương Hiếu. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với mùa thứ 6 của Solo cùng Bolero. Xin cảm ơn các vị ban giám khảo, đặc biệt cảm ơn 15 thí sinh đã bước vào cuộc hành trình mùa thứ 6. Nếu chúng ta để ý kỹ sân khấu là cách điệu cái số 6 vươn lên. Cái nội hàm của nó tại sân khấu này cũng có 6 chữ: tỏa sáng, vươn cao và vươn xa. Anh chỉ có một lời chúc chân thành cho 15 thí sinh cũng là 6 chữ: muốn thành công phải cố gắng. Con đường để vươn lên một cái số 6 vươn cao lên như thế không chỉ có may mắn là đủ, anh tin chắc là như vậy. Phải cố gắng rất là nhiều để chạm đến cái ước mơ bay cao như cái số 6 đang vươn lên. Nên chúng ta thấy năm nay rất là đặc biệt cả cái con số 6 đó. Hy vọng là chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đổi mới cho những khán giả đang yêu mến Bolero, yêu mến chương trình Solo cùng Bolero sẽ yêu mến hơn. Muốn hỏi anh Vinh, lý do gì mà đầu tiên anh lại chọn cái màu xanh như thế này? Em quá yêu thích màu xanh, nó có nghĩa đối với em rất là nhiều. Nhưng mà không biết là đối với anh suy nghĩ như thế nào mà anh đã chọn cái màu này để mà mở cái chương trình? Màu xanh lục là màu của sức sống. Những cái gì mà tươi đẹp, sức sống, tràn đầy năng lượng, mà cả niềm tin nữa, cả hy vọng nữa, đúng không? Dạ, yeah, đúng. Tất cả đó gửi gắm vào đây. Nếu mà chúng ta để ý khi sân khấu thì 15 viên kim cương. Tương ứng với 15 thí sinh, các bạn sẽ phải mài dũa để làm sao cho cái sức sống này á nó căng tràn lên như cái màu yêu thích của chị Phi Nhung. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều cho em thấy được cái màu xanh của em yêu thích. Anh có nói là muốn thành công phải cố gắng. Thế thì em đã cố gắng hết mình cho sân chơi này chưa? Để đến với sân chơi này thì con đặt hết tâm huyết của mình vô trong chương trình này và cố gắng hết mình qua từng tiết mục. Em đã có một cái giọng hát đặc biệt, có một cái giọng hát đẹp. Nhưng mà cái phần trình diễn á, với anh thì cần một cái sự sinh động hơn một chút xíu ở cái bài sau á. Nhưng mà dù sao anh cũng chúc mừng tiết mục thành công của bạn. Ngay mời bà Đào. Ngọc Phụng, khuyết điểm của em như thế nào và cái ưu điểm của em như thế nào khi em tham gia cái chương trình solo cùng Bolero lần này? Em đến với chương trình này thì ưu điểm của em đó chính là cái hồn nhiên. Em rất là dễ tiếp thu những cái gì mà anh chị cũng như thầy cô đã chỉ dạy. Cái khuyết điểm của em á là cũng là cái sự hồn nhiên đó. Bởi vì càng vô sâu thì mình càng phải có một cái chiến lược gì đó nó cụ thể và mình cũng phải nghiêm túc với nó chút xíu. Nhiều lúc
em hồn nhiên quá cho nên là em cũng cân nhắc bản thân. Có thể là mình sẽ cố gắng nhiều hơn và mình phải có một chiến lược rõ ràng để mình nghiêm túc với nó chút xíu. Tại vì nếu mình hồn nhiên quá thì có thể mình không làm tốt được. Tại sao lại nghiêm túc có chút xíu thôi? Sao không là nhiều xíu? Không, tại vì đây là mở đầu vẫn còn hồn nhiên nên nói nó vẫn còn cái sự hồn nhiên, chưa có biết dính một chút hồn nhiên trong đó. Dính một cái chút nghiêm túc thôi. Nhưng mà em nghĩ bạn này sẽ, nếu mà trả lời như vậy là chị rất là đồng ý. Và chị nghĩ em sẽ là một cái người nói là hồn nhiên nhưng mà thật sự em rất là nghiêm túc. Hôm nay trách nhiệm của Mạnh Quỳnh là nhận xét về chuyên môn cũng như giọng hát thôi. Em có một giọng hát rất là tốt. Em chọn cái bài hát Đập Với Cây Đàn đầu tiên mở màn cũng được. Nhưng mà nếu là anh thì anh sẽ chọn đánh theo thể điệu rumba bolero thuần túy. Tại vì cái bài thứ hai là thể điệu tiết tấu nhanh. Em cần cho khán giả thấy em hát rumba điệu bolero như thế nào và mềm mại như thế nào, cái giọng hát em như thế nào. Mình không nên đánh một điệu kiểu mà phân kỳ quá. Khi em hát em sẽ cái giọng em á ngọt ngào đầm ấm, mà em đánh cái điệu này nó phản lại với cái giọng hát của em. Em nên đánh thể điệu rumba bolero thì nó sẽ hợp hơn. Đập vỡ cây đàn thì em sẽ cho thấy cái giọng của em, chứ không cái nhạc nó trầm trầm trầm, em đập vỡ cây đàn thì nó không còn là một cái chất mùi mẫn của em nữa. Mình hát lại câu đó cho anh Mạnh Quỳnh nghe bằng cái giọng ngọt ngào của em ngay bây giờ. Ok em, đập vỡ cây đàn đi. Đập vỡ cây đàn dần đời, đập vỡ cây đàn. Không, chị không có chịu cái kiểu đó. Tại vì đập vỡ cây đàn mình tức quá mà làm sao mà ngọt được. Nếu anh thì bài đưa bolero thuần túy và một bài cha cha sẽ hợp hơn là một bài cái tính cái kiểu nhanh như vậy. Nhiều đêm buồn về về gì em ca, là về chiếm tâm tư hay là về chiếu tâm tư? Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư. Về chiếm tâm tư mình chứ, tại sao lại chiếu? Anh góp ý nhỏ thôi, khi mà em hát thì rất cẩn thận vấn đề này nha. Tại vì mấy năm trước anh thấy nhiều thí sinh bị lắm. Cũng vẫn còn thấy hồi hộp. Nhưng mà thật sự là hôm nay cũng rất là hài lòng với phần dự thi của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những gương mặt mà tôi tin là mang đến thêm nhiều sự tươi mới. Với vai trò là một quán quân của một cuộc thi danh giá. Tiếp theo nữa là một gương mặt được khán giả yêu mến với giọng hát ngọt ngào của mình. Trong cương vị là một khán giả theo dõi tiết mục này và một người có chuyên môn để đưa ra những lời góp ý chân thành nhất dành cho các thí sinh của solo mùa này, xin mời Hà Thu. Sau khi nghe anh Mạnh Quỳnh nhận xét, cái Thu cũng hồi hộp theo luôn. Sao vậy? Bị lay anh, bị lay. Em tưởng em đang thi luôn á anh. Em nhận xét anh Mạnh Quỳnh nhận xét rất là đúng á. Tại vì Mạnh Quỳnh rất là khó về cái hát sai chữ hay là nhịp nhàng gì á. Chị thì nhiều lúc chị bỏ qua, chị không có gì hết. Chứ anh Quỳnh là không bao giờ bỏ qua những cái chi tiết nhỏ như vậy. Một giám khảo hết sức chỉnh chu. Đúng vậy. Ngoài những cái ý kiến chuyên môn của anh Mạnh Quỳnh và chị Phi Nhung thì Thu rất là đồng tình quan điểm với anh Vinh rằng là Ngọc Phụng có một giọng hát rất là khá là đặc biệt. Và Thu hy vọng từ cái sự đặc biệt này thì Ngọc Phụng có thể trau dồi thêm để tạo ra một con đường riêng mang dấu ấn của Ngọc Phụng. Em cần phải nhập cuộc một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thì em đã có giọng hát rồi là như là viên kim cương, nhưng mà thật sự là em không chịu khó mài từng ngày, nó sẽ không lóe sáng được. Nó vẫn là một kim cương nằm ở đó chứ chưa được người ta khai mở ra. Em phải cố gắng là cái người phải làm cái vần hào quang sáng nhanh càng tốt. Tại vì cuộc đua này bắt đầu vô nóng rồi, em không thể chậm được nữa. Nhớ nha, hát là hát cho khán giả và chinh phục những tai nghe khó tin. Và bây giờ trước khi khép lại phần dự thi của thí sinh Ngọc Phụng, tôi muốn hỏi một điều duy nhất và quan trọng nhất, đó chính là bộ ba giám khảo quyền lực của chúng ta liệu có tín hiệu tuyển thẳng cho thí sinh này hay không? Xin mời câu hỏi có hay không? Mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Có. Một sự đồng ý từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Phải có 3 sự đồng ý và thêm một sự đồng ý tích cực từ người động viên góp ý Á Hậu Hà Thu nữa. Gương mặt này sẽ được tuyển thẳng. Tôi muốn hỏi sự đồng ý quan trọng thứ hai từ giám khảo Phi Nhung. Tôi chưa có tin lắm. Thưa quý vị, với việc một sự không đồng ý từ ban giám khảo, tôi xin dừng tìm hiểu tín hiệu tuyển thẳng ngay tại đây. Không nhận được cái phiếu từ cô Phi Nhung á, thì thật sự ra cũng rất là tiếc. Bởi vì cô chưa tin tưởng mình lắm, nhưng mà nếu Phụng được may mắn mà được lọt vô vòng trong thì Phụng sẽ hứa là sẽ cố gắng. Cảm ơn Ngọc Phụng rất nhiều và hy vọng là bạn sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục các vị giám khảo khó tính của chương trình nhé. Và sau đây, hai tác phẩm bolero về những cuộc tình trên sân ga sẽ được thể hiện qua tiếng hát Quỳnh Mai và Ngọc Phụng. Ngọc Phụng mang giọng ca trầm ấm,
lãng tử, đậm chất tự sự, liệu có tạo nên sự khác biệt với người tình không đến, vốn lâu nay là bài tủ của phái đẹp. Quỳnh Mai với chất giọng ngọt ngào, luyến lấy kỹ thuật, liệu có vẽ lên được một trời ly biệt lất phất mưa bay nơi sân ga trong chuyến tàu hoàng hôn. Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngày tình gian dối, rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hài hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà từ và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thường thường nhớ nhớ là thường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Thường thường nhớ nhớ là thường, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò, hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông em. Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến, và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Thank you.
Sita. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn ta. Muốn không gian đứng tan, níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, sẽ lẫn trong tim khuất xa rồi biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắc xe lòng ướt vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều dương xuôi. Chàng trai còn đem yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn. Những bài hát nghe nức lòng được thể hiện bởi hai thí sinh của Bolero,
tôi tin là có những khởi sắc đâu đó trong lòng của ban giám khảo rồi. Xin mời chị nhận xét từ ban giám khảo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta để ý kỹ cái tập mà Quý Hoàng Ca này á, thì ở mỗi cái phần đầu á, chúng tôi dành một ít phút để trân quý, nói về những cái danh tác. Ở đó là có những nhạc sĩ và những danh ca. Năm mùa bộ solo vừa qua, chúng tôi đã nâng niu, trân quý và gìn giữ đó suốt 5 năm vừa qua. Ở trên sân khấu này, những người làm chương trình rất là cảm ơn nhạc sĩ đã tạo ra những danh tác đó. Cảm ơn các nhạc sĩ đã để ra những tuyệt phẩm để đời. Và chúng tôi gọi đó là Quý Hoàng Ca. Quay trở lại một chút xíu cái không gian này thì với anh Ngọc Phụng, đây là một giọng ca quý, cần được nâng niu và phải mài dũa thêm. Còn giọng ca của mình Mai thì có một cái sự truyền cảm, có từng trải nữa. Hai bạn thì vẫn phải cho anh trở lại là cái chuyên gia màu sắc chứ hả? Dạ thưa anh thì em thích màu xanh lá. Dạ em thích màu xanh dương. À xanh lá xanh dương thì anh nói nhiều về các tập trước rồi. Nhưng tựu chung hai cái màu này nói về sức sống. Cái thời điểm hiện nay chúng ta nói nhiều về cái môi trường nhiều nhất, thì cái màu xanh ta đang hủy hoại rất là nhiều. Và các em cũng là chọn những cái màu xanh là màu mình tin được là đó là sức sống mang lại. Và ở đây thì sức sống cho những cái danh tác này được truyền mãi nữa. Nếu anh cho hai bạn này thêm một màu nữa thì anh gọi đó là màu nắng mới. Với Ngọc Phụng, nếu mà em không biết phát huy cái giọng này thì nó sẽ hơi cũ. Nó cứ qua tập này tập khác, có vẻ như nhiều lúc nó hơi gò quá. Vẫn cái giọng này, nhưng em phải thổi vô nó một cái gì mới hơn. Còn Quỳnh Mai thì cảm giác em bị cũ. Thì cái màu nắng mới này nè, nó là một cái màu vàng, nó sẽ chói chang hơn, ấm dần lên. Thì các bạn phải tìm ra cho mình một cái chìa khóa mới hơn ở cái solo. Nếu không biết trân quý cả hai cái điều mình có thì anh nghĩ nó chỉ là một cái màu nắng bình thường thôi. Anh hy vọng là cái lời nói của anh sẽ khích lệ các bạn tìm ra những cái điều mới mẻ. Xin mời chị Phi Nhung tiếp lời luôn đi ạ. Chị nói về Ngọc Phụng thì cái giọng thì dĩ nhiên rồi là có cái sự đặc biệt. Ở đây em hát á, em gằn nhiều quá, nghe nó khó chịu. Nên mai mốt em hát em nhẹ nhàng, em thả lỏng lại tí xíu nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. 23 mà em hát chị tưởng luôn là em là 37 tuổi vậy đó. Nó già kinh khủng luôn. Bởi vậy anh Vinh anh cho em nắng mới thì giờ chị cũng ok, giờ chị cũng cho em thêm nắng mới. Nói chung là mai mốt em hát em nhẹ nhàng làm tí xíu cưng, nhưng nó nặng quá chứ mà cái giọng thì ok đẹp. Quỳnh Mai là một cái bài hát khi mà mình đã nhập vai đưa qua một cái là mình hát liền. Cái này là Quỳnh Mai là cái thể loại khác. Và Quỳnh Mai cố gắng để mà hát bolero. Ở đây Nhung cũng khen bạn á, là tại vì thường thường mà hát nhạc dân ca Bắc Bộ á, khi mà em đổi qua cái này nó rất là khó đối với em. Mà Nhung thấy, Nhung để ý từng câu một á, em ráng em cố gắng em gần để cho nó ra cái giọng bolero bình thường. Thực sự ra nó rất là khó. Nhung nghe em hát mà Nhung rất là thương em cái điều đó. Nhưng mà cái gì mình cũng không có ép được. Đây là đi thi thì em cố gắng em thi cho nó tròn, chị nó đẹp vậy thôi. Chứ còn ngoài ra thì chị nghĩ là cái nào của mình thì mình nên giữ. Tại vì em hát mà như vậy nó không phải là em nữa. Cái bài nãy thì cái giọng thì rất là đẹp đó, nhưng mà nó gằn từng chữ một tự nhiên thấy nghe nó mệt lắm. Khi em hát xong rồi em thở một cái phào luôn, chị thấy rõ ràng luôn. Nếu mà đi vào vòng trong nữa thì mình cố gắng mình tiết chế lại và mình hát lại cho nó nhẹ nhàng một chút xíu. Nhiều cái từ cố gắng lặp lại trong đó, mình nhớ phân biệt kỹ là đừng có ráng để làm cho nó ra cái gì đó mà không phải của mình. Là chứ cái cố gắng nỗ lực là cần cố gắng nỗ lực em nhé. Rồi xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Tiếp lời của Phi Nhung là nhận xét Quỳnh Mai luôn thì Phi Nhung nói đúng. Anh chỉ cần em hát nhẹ nhàng là chút xíu thôi. Em bị em gắn quá thành thử đôi khi nó bị nặng. Em cứ ca chiều nào tiến nhau đi, chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả xế tàn. Một cái nhẹ nhàng thôi, em đừng có chiều nào tiến nhau thì nó bị nặng lắm. Để ý cái nó thấp, cái chỗ mà tiêu một bóng người, em được người, em được người. Chỉ lại cái câu cuối là hoàng hôn cùng trên trời đời, chim đê cùng tàu hoàng hôn. Để hoàng hôn, để cái nghe nó bị mệt. Em có hát thử bolero một mình, em đừng có gặn, em đừng gì hết. Em chiều nào tiến nhau đi khi bóng ngả xế tà. Hai anh Vinh. Chiều nào đừng tiến nhau đi khi bóng ngả. Chỉ là chữ chiều á, đừng có chiều. Đó, mình cứ chiều cố nhấn cho chữ chiều vô. Hai chữ luôn là chiều xong rồi nào nữa. Em lướt nhẹ đi chứ nữa. Nhẹ nhàng chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Riêng về Ngọc Phụng thì đối với anh thì anh thích cái bài kiểu hát của em, cái bài này.
Từ vì anh nghe rất là nhiều anh ca sĩ ca cái bài này giống nhau, ca đều cũng kỹ thuật lên xuống luyến lái dữ lắm. Nhưng mà em là một thí sinh mà em mới thấy em hát cái kiểu của em. Nó giống như là em thả lỏng, em hát như một cái lời từ sự, em nói chuyện rất là tốt. Tuy nhiên, như Phi Nhung nói là em bị nhiều quá thì đâm ra người ta mệt. Em có thể em ngấn nhá, em cai kiểu thả lỏng như vậy nhưng mà ít thôi. Mình vẫn giữ cái khuôn khổ của cái bài này. Anh là anh thích cái kiểu trình diễn của em mà, và cái kiểu hát của em. Nhưng mà mình ráng hạn chế lại được cái nhiều quá thôi. Và bây giờ nha, Mỹ Ngọc thường hay bị nhận xét là hay nhăn mắt và làm cái cơ mặt của mình nó nhăn đi. Bây giờ coi Mỹ Ngọc động viên các bạn mà mặt không nhăn nè. Tại vì anh hiểu biết ra em bị một cái khuyết điểm là mình khi mà mình cảm xúc quá là mình nói mà không có tập trung cái cơ mặt gì. Thường thường là MC Nhân Hiếu không nhăn nha. Dạ không nhăn. Vai trò Ngọc ngồi đây là khi mà đồng hành của các bạn thì là Ngọc muốn tìm ra cái điểm vàng của các bạn ở trong ca khúc này. Và câu hỏi của Ngọc vẫn như các bạn trước là với hai bạn thì các bạn nghĩ là cái điểm vàng với hai ca khúc mà các bạn chọn nó ở đâu? Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Em cảm giác được cái sự chia ly và từ biệt nó như thế nào, và để mà đưa cái cảm xúc vào cái bài hát. Cảm xúc trong bài hát này là điều mà bạn cảm thấy bạn đã làm thành công, đúng không? Dạ. Câu tâm đắc nhất ở trong cái bài hát đó là em thích chỗ nào? Ước sao cho tàu đừng đi ạ. Dạ. Cũng thì sao nhỉ? Dạ, em xin trả lời đó là cái điểm vàng trong ca khúc Người Tình Không Đến. Thì trước giờ thì em thấy là cái bài này thì dành cho phái đẹp, hát thì cụ thể là nữ là nhiều, còn nam thì có nhưng mà rất là ít. Và hôm nay em thể hiện cái ca khúc này là nhằm mục đích là thứ nhất là em xử lý theo cách của em, và em đưa cái một cái màu sắc mới hơn cho đến cho tất cả mọi người. Thứ hai nữa là em hát bài này cho những người phụ nữ. Hát cho những người phụ nữ. Yêu chưa mà hát cho những người phụ nữ. Cái này hát dùng cho ba. Ba thằng mẹ. Nhưng mà chị hỏi em là cái tâm đắc nhất cái câu trong cái bài hát đó là em thích cái chỗ nào? Dạ, em thích cái câu cuối cùng đó là tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em hát lại thử coi. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Em hát sao mà đừng để ai bắt chước lại em á. Đừng để ai nhái lại em á. Khó. Chứ chị hay bắt chước mấy cái hay của người ta lắm á. Thiệt luôn đó. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu. Trong một cái bài hát, thường thường của người nghệ sĩ thì khi mà chị bước lên sân khấu cũng vậy, dĩ nhiên là nó hoàn thành khán giả vẫn thích. Nhưng đối với chị, khúc nào mà chị thích á là chị cảm thấy là chị feel giống như chị bay đi luôn á, chứ chị không phải là chị ngồi hay là chị đứng chị hát nữa. Thì chị muốn hỏi em là khi nãy giờ em hát cái bài đó, có cái khúc nào là để cho em cảm thấy em không phải là chính em nữa? Dạ, đó là cái đoạn điệp khúc chuyện yêu đương, thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Trong một bài hát nó cũng có những cái chỗ để em chạy chuốt thì nó sẽ đẹp hơn và khán giả sẽ nhớ cái câu mà em nâng niu cái bài hát đó lên. Những danh ca bolero thành công chỉ cần xuống ngay cái câu đó thì lên ngay câu đó là vỗ tay. Không thể nào lẫn vào đâu được. Đó chính là những cái nắng nót riêng có, những kỹ năng chuyên nghiệp. Và hy vọng là các bạn sẽ sớm hoàn thiện nó để lần mở trên những vòng thi để chinh phục những màu sắc của Bolero nha. Yeah. Cái khó khăn nhất của hai chị em ở cái sự tương tác này đó chính là hai chị em phải đóng tức là hai nhân vật nam nữ đang hẹn hò. Mà sự chênh lệch tuổi tác đó là cái khó khăn rất lớn trong cái vấn đề này. Đó là mình hơn Phụng 10 tuổi á. Cho nên là khi mà tập với nhau hai chị em là rất khó khăn trong cái việc thể hiện cái tình cảm trong cái tác phẩm tương tác này. Nhưng mà sau khi mà đã tập dừa rồi, cố gắng của hai chị em thì mình nghĩ là hôm nay hai chị em đã thể hiện là khá thành công ở hai nhân vật hẹn hò. Vừa rồi là phần thi dự thi của hai chị em và đã tập với nhau cũng rất là kỹ. Thật sự là thì bài này thì là nó cũng là một cái sự khó khăn cho Phụng, bởi vì bài này thì đa phần là nữ hát, thì bây giờ Phụng phải hát như thế nào đó để có thể mới hơn nhưng mà đi vào lòng người. Thì vừa rồi thì xong phần dự thi rồi thì xuống đây vẫn còn rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất là hài lòng cái tiết mục.
về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tan chiếm gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh. Long lanh sao rớt vương đầy trời, dòng cát trắng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, dù nhớ vời đầy bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề. Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi. Dù nhớ vời đầy bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hằn sâu để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Trong không khí rộn ràng ngày Tết, có mai có đào thì không thể thiếu những ca khúc vui tươi dí dỏm, vốn là món ăn tinh thần của bà con nhân dịp Tết đến xuân về. Nếu muốn biết
đào hoa là gì và không đào hoa là gì. Mời quý khán giả xem đài cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên với phần trình bày của ca sĩ Ngọc Phụng. Chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đơn hào hoa. Đời vui biết chừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng nề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền. Khổ nhiều người, khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Chúng bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết chừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng nề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền. Khổ nhiều người, khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Người mang tiếng đèo bồng, tình bay bướm lụy phiền. Khổ nhiều người, khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Cho ôm cái coi. Nhìn nó lạ. Thôi về chỗ đi, ôm rồi đó. Quên cả lối về. Đó, tìm những cái vật lạ vậy đó.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của một thí sinh mặc đồ nhiều hộp nhất trong 6 mùa vừa qua. Bộ trang phục này rất là tự tin và bản lĩnh như lắm mới lựa chọn bộ trang phục này và phong cách trình diễn như thế trong tiết mục dự thi của mình. Nó có làm cho em đắn đo dữ lắm không khi lựa chọn phần thể hiện như vậy? Dạ không ạ. Tại vì em thật sự em thích trải nghiệm nhiều thứ gọi là mới lạ để có thể trau dồi cho mình nhiều hơn. Chị gói gọn trong mấy ngày thôi mà tập được như vậy. Em nghĩ thế nào về cái ôm của chị Phi Nhung dành cho em? Dạ, thật sự là em rất là cảm ơn chị Phi Nhung đã dành cái ôm ưu ái cho em mà em cảm thấy rất là hạnh phúc và có động lực để có thể mình học hỏi thêm và kinh nghiệm thêm. Xin cảm ơn chị Phi Nhung. Và rõ ràng tôi muốn nói cho quý vị khán giả luôn, đây là một trong những thí sinh của solo của Bolero mùa 6 mà ban tổ chức cũng như ban giám khảo đòi hỏi bạn phải mang đến nhiều hơn nữa những điều mới mẻ tại sân khấu này. Và không biết những gì bạn đã bày biện ra trên sân khấu nãy giờ đã có làm hài lòng ban giám khảo chưa? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Em nên vui vì cái ôm của chị Phi Nhung vừa rồi là chứng tỏ cho em thấy em có một cái chân đi vào vòng trong rồi đó. Hạnh phúc lớn nhất trong ngày hôm nay đó là nhận từ cái ôm của chị Phi Nhung, cũng cảm thấy rất là hưng phấn và rất là sướng trong người và cảm thấy mình có một cái động lực rất là lớn để mình có thể đem tới những cái điều mới lạ tiếp theo đến cho toàn thể tất cả quý vị. Và hôm nay em đã mạo hiểm thay đổi cái phần trình diễn thế này. Thật ra nói gì mặt mà diễn xuất về tính chuyên nghiệp thì chưa đủ. Tại vì khi mà em những cái movement của em như thế này mà cái mặt của em á, nó không có đi đôi với lại những cái di chuyển của em. Tuy nhiên anh đã thấy được cái sự cố gắng của em rất là nhiều. Và anh rất là hoan hô cái phần trình diễn của em vừa rồi. Rất là giải trí và rất là vui. Anh xin chúc mừng trình diễn của em. Lúc đó chị Nhung nói em lạ. Mà không những lạ mà em thấy em lì nữa chứ. Đứng giữa đường hoa, mặc áo rất nhiều hồn, nhảy tung tăng, rất là hồn nhiên. Đúng là có thể những bước nhảy chưa phải là chuyên nghiệp, nhưng có những bước nhảy này thì phải có những bước đi tiếp theo. Anh rất đánh giá cao cái sự tìm tòi sáng tạo ở trong tiết mục. Giám khảo có hai nhận xét là bạn này gằn giọng quá, làm cho nó cảm thấy như 60 tuổi á. Và hôm nay em còn như 16. Có những đoạn anh cảm giác em đang chơi với cái nhạc nó rất là nhẹ nhàng. Mặc dù là có những lúc hơi ngô nghê, nhưng với anh rất là ghi nhận em ở trong cái vòng này. Cũng như là vòng đầu tiên cho tới bây giờ thì điểm yếu của Phụng đó là vẫn còn cái sự hồn nhiên. Hôm nay thì nó cũng hạn chế nhưng mà nó vẫn còn. Bởi vì đó là chắc là vẫn chắc của Phụng thì khi lên sân khấu thì nó hơi bị hồn nhiên chút xíu. Nhưng mà có thể đó là một cái Ngọc Phụng sẽ cố gắng biến nó thành một cái thế mạnh. Và bây giờ sẽ là khoan đến chị Phi Nhung. Tại vì chị ôm và chị nói cuối cùng mà là một người mà anh cũng gửi lời thách đố luôn là nhảy được như em. Ca nhạc sĩ Hâm Lê Trường, nào xin mời. Ngọc Phụng ở dưới sân khấu thì khá rụt rè ha, mà lên sân khấu thì lại rất là thu hút, khiến cho không rời mắt được. Và đúng rõ ràng là mình có thể không cao nhưng mà mọi người phải ngước nhìn. Cho mình hỏi thêm chút xíu là các bạn này thì phối lại theo Screen Jazz. Cái diễn của bạn á, nó rất là kịch, rất là nhạc kịch, coi rất là thích thú. Và đây là một trong những tiết mục mình thích nhất. Yeah. Bây giờ để xem chị Thi Nhung sẽ có những lời nhận xét như thế nào sau cái ôm đó, liệu có phải là cái ôm chia tay hay không? Xin mời chị Thi Nhung. Không, thực sự ra cái ôm của chị là chị ngưỡng mộ em. Thật sự chị rất là cảm động. Tại vì nói về thể hình thì em không có cao, em không có được như những người bạn khác. Nhưng ở đây em có một cái, em rất là tự nhiên đưa một cái bộ đồ như vậy mà em cũng vẫn mặc, em vẫn diễn. Nếu mà những người khác người ta có thể là người ta không có tự tin lên sân khấu, mà đây đưa cho em một cái bộ đồ mà chị nói là cái thước tóc của em nó có bao nhiêu vậy à? Nhìn chị không biết là em có mang guốc hay không, có mang dép hay không nữa. Mà cái mặt thì tóc thì chải lên, mà em vẫn làm ra được một cái bài nhạc thu hút người ta, để cho người ta xem từ đầu cho tới cuối. Sao vậy anh Quỳnh? Sao anh che lại? Đéo rồi quay qua tôi chắc chết. Ủa? Có tật giật mình hả? Đúng thế. Chết. Thôi nha. Đây nha, đây tự nói nha. Em, thật sự chị phục em. Là cái cách diễn của em rất là hồn nhiên. Em hồn nhiên em mới mặc bộ đồ này. Và em hồn nhiên em mới chải cái tóc và em hát cái cách và cái khuôn mặt của em vậy. Chứ nếu mà một người như từng trải như chị vậy mà như anh Quỳnh mà kêu làm như vậy không dám làm đâu. Thật sự nhờ cái hồn nhiên này bây giờ chị muốn là từ đây vào trong nữa và bắt đầu em đi hát, em có những cái cử chỉ như vậy cho chị. Chị nghĩ là em đi con đường này là đúng, cái phong cách này là đúng. Giống như chị Phi Nhung nói, hãy giữ một cái
nét chỉ như vậy. Nhiều cái hướng đi cho mình đó là có thể áp dụng cái hồn nhiên đó vào những cái bài nào cho nó phù hợp. Và cũng có thể là Phụng cũng sẽ trau dồi cái khả năng mình nhiều hơn, chiến lược cụ thể cho một cái bài hát. Mà biết ăn tiền hơn chỗ nào phải không? Sửa lời bài hát luôn. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, sửa luôn chỉ xuống chị Phi Nhung, các em thường phải đề phòng. Có chồng hào hoa các em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Ăn tiền chỗ đó đó. Đề phòng. Cho nên chị quá dư không? Không, rất là dễ thương. Chị nói thiệt luôn, một cái tiết mục mà chị thương, chị ôm em là vì chị cảm động. Em không cần biết ai nói gì nói, em chỉ biết yêu nghề và em tập vô cái này là chị rất là phục em. Một lần nữa chị cảm ơn em rất là nhiều. Và rõ ràng là cả Phương Hiếu cũng thấy được điều tự hào đó trên ánh mắt của các vị giám khảo khi mà những viên ngọc thô trên sân khấu này đã dần được tỏa sáng hơn, hơn cá tính và những cái bản năng mà các bạn mang đến để làm cho đầy màu sắc, đầy phong phú. Cảm ơn rất nhiều và hãy dành một tràng vỗ tay cho Ngọc Phương. Trên môi đường quen lối nhớ khôn nguôi, rồi thời gian bước qua lối này ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay xuôi ngại ngùng vì đời nên trả lại cho em tình yêu đó một thuở êm đềm. Đêm từng đêm lửa tình yêu muốn cháy trong tim, tuổi vào yêu biết nẻo đâu tìm, vùng trời xanh mang niềm thương nỗi nhớ lối yêu đương hằn vết chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào, nhưng lối quen chân nghe lạ lạ, còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua, còn chăng nữa mòn gót chân tìm. Xanh mang niềm thương nỗi nhớ lối
yêu đương hằn vết chân qua. Giờ còn xanh kỷ niệm thôi nào, nhưng lối quen chân nghe lạ lạ. Còn ta với ta áo xanh xưa nhạt nhòa, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn trăng nữa mòn gót chân tìm, cuộc tình xưa cũng đã đi qua. Còn trăng nữa mòn gót chân tìm. Nhiều lúc cô đơn anh thường hay hỏi lòng, người hỡi yêu thương sao tựa như suối dòng. Bỏ bến trong mong lời hứa yêu không thay đổi từ ban đầu. Thuyền vang trôi mau nên người quên lối về, đành bỏ trong đời ôi não nề. Từng bước lê thê mòn lối trên đê vắng vắng lời ai thề. Nhớ ngày xưa em thường hay nói thương anh nhiều khẳng già lời yêu, mà sau nay thay đổi hai chiều. Tơ vương sầu trách phận mình điều hiu. Đường vắng riêng anh nghe toàn câu dối lừa, chuyện cũ xa xưa nhắc lại chi cũng thừa. Ngồi dưới hiên mưa lệ xót xa đưa thương mấy vạn cho vừa. Ngồi
ngồi dưới hiên mưa, lệ xót xa đưa thương mấy vạn cho vừa. Ngồi dưới hiên mưa, lệ xót xa đưa thương mấy vạn cho vừa. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ngày hôm nay là Ngọc Phụng của solo cùng Bolero. Thưa quý vị, nếu như Ngọc Phụng đã làm chúng ta bất ngờ với tiết mục dự thi rất là hết mình, sôi nổi với những điệu nhảy, thì ngày hôm nay đã từ tốn, chậm rãi và có tính toán, đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ban giám khảo sẽ có những đánh giá nhận xét gì cho Ngọc Phụng. Tôi muốn mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh để xem tiết mục này đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng và anh đánh giá ra sao với sự thể hiện của Ngọc Phụng. Chào Ngọc Phụng, có 3 tháng mà làm cho em già như vậy hả? Chương trình có 3 tháng mà sau khi ban giám khảo nhận xét căng quá là thí sinh già đi luôn. Sau khi những cái vòng phát sóng thì đây là giọng ca người ta là gương mặt học sinh mà giọng ca phụ huynh. Khán giả gọi đây là giọng ca phụ huynh. Có nghĩa là một cái giọng ca nếu mà nhìn anh chàng mới có 22 tuổi thôi. Hôm nay anh rất là bất ngờ lại hóa thân đúng không cụ non ở cái đoạn muốn già là cho già luôn. Muốn già là cho già. Để nói được rằng là em cũng là một cái người rất là chịu chơi cả trong giọng hát lẫn tính cách. Mặc dù là nhìn mặt hơi hài hước một chút xíu, em là một cái màu sắc khá là ấn tượng ở trong cái chương trình solo mùa 6 này. Một giọng ca không lẫn vào đâu được. Cũng là một cái người nhỏ bé nhưng mà rất là biết chơi. Chơi cỡ nào cũng chơi theo được. Già cũng chơi, trẻ cũng chơi, không biết nhảy cũng nhảy. Nhưng mà như thế là chứng tỏ là em cũng rất là biết hòa nhập với tuổi 22 á, thì anh nghĩ là 1-2 năm nữa cái giọng ca của em nên chơi với âm nhạc một chút á. Cái giọng hát này đôi chỗ em vẫn hơi bị gò, thì người ta gọi là giọng ca phụ huynh là vậy. Em nghe xong nhắm mắt thấy một ông già đang hát, nhưng với cái tuổi của em thì anh nghĩ kỳ sau em chơi với nó một chút xíu nữa, nó thoải mái hơn một chút xíu nữa, anh nghĩ sẽ đáng nghe hơn. Nhưng dù sao anh vẫn nghĩ đây là một cái giọng ca nặng ký của năm nay. Chúc mừng em. Đó đang là nếu quý vị thấy là cứ mỗi lần qua từng chủ đề, cứ Ngọc Phụng xuất hiện là mang lại tính giải trí rất là cao cho ban giám khảo. Không có điều này cũng có điều kia để có thể đánh giá và nhận xét về một giọng ca mà tôi tin rằng là nặng ký và tiềm năng. Và để xem là với giọng ca như vậy và tiết mục trình diễn ngày hôm nay có chinh phục được hai vị giám khảo còn lại là chị Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hay không. Hiếu muốn lắng nghe những nhận xét của anh Mạnh Quỳnh trước ạ. Lúc nào đối với Quỳnh thì Ngọc Phụng cũng là một giọng hát mà Mạnh Quỳnh đánh giá rất là cao. Từ đầu chương trình tới bây giờ, mặc dù cái tuổi đời em rất là trẻ, cách ca rất là ấn tượng, ca thoải mái, ca giống như là trên đời không còn cái gì ngoài là giọng hát với lại nhạc thôi. Em hát rất là thoải mái. Hôm nay hai bài hát chọn nó tương đối giống nhau. Mình thấy có một cái gì đó khó, em không ca dở, nhưng đối với Quỳnh thấy nó chưa có một cái sự khác biệt. Từ khi đã chấp nhận thử thách thì mình như những thí sinh khác, mình chia ra hai để rõ ràng. Còn bên đây thì bài này với bài này nó tương đối giống nhau và em ca rất là an toàn. Cái bài đầu tiên là bài Màu Xanh Kỷ Niệm là nó cần một cái độ lãng tử xíu, liếng lái chút xíu, nhưng em ca có vẻ đều. Nhưng mà qua bài 2 thì ok, bài 2 thì em hát được. Còn cái bài đầu thì cần một tiết tấu, cái kỹ thuật ca cho nó lãng tử chút xíu. Đối với anh thì em đạt tiêu chuẩn, nhưng mà anh cần đòi hỏi thêm. Với lại cái chữ đầu tiên của bài hát đầu á, là mỗi một chữ em đều bị phô, em bị xuống rất là thấp, để vấn đề đó thôi. Cảm ơn Mạnh Quỳnh. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nhận xét của chị Phi Nhung. Em chọn cho hai bài nó đi luôn với nhau thì nó cũng rất là có ý nghĩa. Nó theo cái ý của chị á, thì thấy nó hàm. Chị là chỉ để ý tới cái bài mới thôi thì nó rất là hay. Nó dễ đi vào lòng người. Coi như là chúc mừng em đã chọn được một cái bài mới cho bản thân của em. Cái câu chuyện á là tại sao em đang yêu cô đó, cái xong tự nhiên em nói là em bị cái gì trong cái bài hát sau á, là không tin con gái hay là cái gì đó, chị không có hiểu. Mà trong khi cô đó thì lại quá là yêu em. Giải thích cho chị nghe cái chỗ đó được không? Em khi mà em lạc vô một cảnh tiên thì sau đó em vô cảnh tiên thì sau đó em say đắm cô tiên này tại cô đẹp quá. Rồi khi mà em đã một khoảng thời gian em ở lâu quá trên trời rồi thì em lại em muốn về Trần Giang. Em muốn Trần Giang. Về nhà, tại vì em không có muốn ở đó nữa. Thì cô tiên này thì người yêu của em mà đâu có cho em đi được đâu, cái giữ em lại. Bắt sát quyết định là phải ở lại đây, mà em là cứ khư khư là phải về Trần Giang. Cô ấy cứ quyết định là thôi
anh về thì thôi để tôi làm phép đưa anh về. Rồi cô ấy mới làm phép đưa về Trần gian. Thì cái dưới Trần gian thì một ngày ở trên trời thì nó rất nhiều 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 năm nhiều ở dưới Trần gian. Ở dưới. Thì đấy, khi đó thì ở quá lâu về cái bạc đầu luôn. Ủa nhưng mà ủa gì tại sao vậy, tại sao lại than trách trong cái bài hát là than trách người phụ nữ? Dạ giữ lại lâu quá. Và em có tiềm năng, hy vọng là những cái phần sau thì cố gắng tìm bài cho nó kỹ hơn tí xíu nữa. Bây giờ nào chị Khai Ly, đàn chị đi trước, xinh đẹp và duyên dáng sẽ cho em thêm nhiều kinh nghiệm nào. Dạ lúc nãy khi mà Phụng bước ra một cái là em nói ô dễ thương quá. Nhìn cái mặt thấy là thấy vui vẻ, nhìn mặt của Phụng là thấy cái sự vui vẻ trên gương mặt liền. Và cái phong thái của Phụng Ly rất là thích. Em hát một cái phong thái rất là thoải mái, rất là tự nhiên, không bị gò bó bất cứ một cái gì cả. Và chị khen em là em diễn cũng rất là chi tiết. Cảnh mà khi mà em đang hạnh phúc say đắm với cô Tiên thì đang mặt rất là hớn hở, xong rồi em diễn một cái nét, thấy được cái nét em diễn là chợt suy nghĩ tôi phải đi về. Có bước chuyển đàng hoàng đúng không? Đúng, có bước chuyển cảm xúc. Cảm xúc đàng hoàng, chị khen cái chi tiết đó của em. Và chị rất là thích giọng hát của em. Một giọng hát rất là đặc biệt. Theo như chị nghĩ nha, nếu như mà em kết hợp cái giọng hát bolero của em như thế này mà kết hợp theo cái kiểu mà hơi hài hài vui vui á chị, nó sẽ trở thành một cái chất riêng của em và em sẽ tỏa sáng. Chị Khai Ly nói đúng á thật. Với những cái trông đợi và những cái góp ý cũng như những cái khắc khe hơn để mình hoàn thiện hơn, hy vọng là Ngọc Phụng sẽ mau chóng kịp thời cải thiện mình nhiều hơn nữa nha. Để xứng đáng với những gì mà khán giả đặt niềm tin vào giọng ca của một thí sinh có gương mặt học sinh mà chậu hát phụ huynh. Một tràng vỗ tay, và đó chính là Ngọc Phụng của solo cùng Bolero mùa 6. Này anh em ơi, ơi. Dạ.
cho thật đều, ra cho thật nhanh, ra cho khéo kéo chẳng phải rồi. Khoan hò khoan, tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trắng sắp tàn bóng xe, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Mừng trắng lên chúng ta cùng múa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi đến chặng cuối cùng của hành trình solo cùng Bolero mùa giải thứ 6. Như quý vị cũng biết thì chúng tôi đã lựa chọn chủ đề là bảy sắc cầu vồng với những mảng màu lung linh và rực rỡ để làm phần thi cho từng lượt thi của thí sinh mà các bạn phải chinh phục. Thưa quý vị, bảy sắc cầu vồng đó chính là những mảng màu rực rỡ lung linh, chúng tôi ví như những ánh hào quang rực rỡ và mê hoặc. Solo cùng Bolero, chúng tôi đã vẽ ra một con đường ngắn nhất để các bạn có thể chinh phục và chạm đến sự rực rỡ của sắc màu cầu vồng cùng với cúp vàng uy nghi và lộng lẫy. Cả ba thí sinh đã xuất sắc vượt qua những phần thi trước để chinh phục từng mảng màu. Đầu tiên đó chính là màu lam, thưa quý vị, màu lam của sự chân tình. Màu lục thể hiện sự cố gắng và nỗ lực của các thí sinh. Và đây cũng chính là màu mà chúng tôi chọn cho cuộc đua chính thức của solo của Bolero của giải thứ 6. Không thể không nhắc đến màu vàng tượng trưng cho những tài năng trẻ đã thể hiện thật nắng nót những danh tác Bolero. Và dĩ nhiên không ai có thể quên khi mà các bạn đã hòa ca với nhau trong khi tiết trời vào xuân của sắc đỏ. Và tiếp đến là màu cam, biểu tượng của sức mạnh, là sắc rực của khát khao chiến thắng, thể hiện cái tôi của mình trong dòng nhạc Bolero. Và màu cam là màu thể hiện sự tinh tế, tĩnh lặng, chứng tỏ mình nổi bật để xứng đáng góp mặt ở đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay. Để các bạn chinh phục màu sắc còn lại, đó chính là màu tím, màu được ví von, đó là màu của sự cao quý và sang trọng. Thưa quý vị, chúng tôi dành màu tím cho đêm chung kết xếp hạng solo của Bolero 2019 chỉ với một hy vọng các bạn sẽ dành trọn sự thủy chung với tài năng và tình yêu mà các bạn đã gắn kết. Và màu tím hôm nay sẽ chỉ tỏa sáng độc nhất trên một vị trí là ngôi vị quán quân của solo cùng Bolero mùa giải thứ 6. Thời khắc quan trọng đã bắt đầu. Ai sẽ là chủ nhân của ngôi vị danh giá này đây? Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và màu tím chiến thắng sẽ thuộc về ai? Và xin chúc mừng! Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là lần đầu tiên trong solo của Bolero đã có hai luồng ánh sáng màu tím xuất hiện ở hai vị trí của thí sinh. Nhưng xin thưa rằng, thưa quý vị, ngôi vị quán quân chỉ dành cho một cái tên duy nhất mà thôi. Hai màu tím đang ở vị trí đứng của hai thí sinh đồng nghĩa với việc các bạn đang bằng điểm nhau. Và bây giờ tôi bắt buộc phải đưa ra thêm một yêu cầu nữa dành cho ban giám khảo. Đó chính là mỗi vị giám khảo sẽ chỉ được đưa ra quyết định duy nhất một lần. Mình sẽ lựa chọn ai trong hai cái tên đang sở hữu vần ánh sáng màu tím. Hy vọng quý vị giám khảo hết sức cân nhắc là Thanh Tùng hay là Ngọc Phụng. Quán quân là hiện thân của tuổi trẻ, của trách nhiệm mà thế hệ trẻ, thế hệ tiếp nối những danh ca của dòng nhạc này tiếp tục duy trì và mang dòng nhạc này để phục vụ đến đông đảo quý vị khán giả và bà con. Bây giờ tôi chỉ cần mỗi giám khảo lần lượt công khai một cái tên mà mình cho rằng xứng đáng vị trí quán quân. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh xin chọn Thanh Tùng. Thưa quý vị, chúc mừng Thanh Tùng được một sự bình chọn từ ban giám khảo. Xin mời vị giám khảo tiếp theo, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Phủ Thành Phương. Thanh Tùng hay Ngọc Phụng? Tôi xin chọn là Ngọc Phụng. Ngọc Phụng, thưa quý vị, chúc mừng Ngọc Phụng với một sự bình chọn từ ban giám khảo. Như vậy tất cả mọi sự chú ý quyền quyết định sẽ thuộc về giám khảo Phi Nhung cho ngôi vị quán quân của solo cùng Bolero mùa 6 và cũng chính là vị giám khảo xuyên suốt 6 mùa vừa qua của solo cùng Bolero. Hơn hết chỉ là người hiểu và cần tìm ra những giọng ca như thế nào để tiếp nối và kế thừa dòng nhạc Bolero. Xin mời quyết định của giám khảo
Phi Nhung. Ngồi ghế giám khảo 6 năm liên tiếp, Phi Nhung đã học hỏi rất là nhiều ở các em thí sinh. Cái đôi mắt của Phi Nhung và cái tai của Phi Nhung nghe những thí sinh Phi Nhung chọn ra đều được khán giả yêu mến và đã đi làm cùng với đồng nghiệp. Em rất muốn ngay lúc này, với riêng đặc quyền dành cho vị giám khảo xuyên suốt 6 mùa vừa qua, chị hãy di chuyển lên sân khấu và đứng ngay vị trí mà chị mong muốn gương mặt đó sẽ trở thành quán quân của mùa giải năm nay ạ. Mời chị Phi Nhung đặt tay lên tim và bàn tay còn lại sẽ nắm tay với quán quân của Solo cùng Bolero như là một sự dìu dắt cho thế hệ đàn em đi sau. Cảm nhận thật kỹ những sự cố gắng và những dạy dỗ của chị dành cho các thí sinh như thế nào. Và một tay còn lại hãy nắm chặt bàn tay của thí sinh mà chị cho rằng xứng đáng đạt quán quân của mùa giải năm nay. Một tràng vỗ tay cổ vũ với chị Phi Nhung được không ạ? Và ngay bây giờ quán quân của Solo cùng Bolero 2019 sẽ thuộc về... Ngọc Phụng! Xin chúc mừng Ngọc Phụng! Thưa quý vị, như vậy đồng nghĩa với việc Thanh Tùng và Phan Anh Quân đã trở thành á quân của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 6. Xin chúc mừng nỗ lực tuyệt vời của hai bạn. Và xin mời Thanh Tùng và Phan Anh Quân, chúng ta cùng bước lên phía trước. Xin mời giám khảo Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, chúng ta cùng trao giải cho hai á quân của chương trình. Tôi tin rằng các bạn sẽ còn nhiều nữa chặng đường dài phía trước để có thể chinh phục khán giả, chinh phục trái tim của những khán giả yêu mến dòng nhạc Bolero. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho Thanh Tùng và Phan Anh Quân với giải á quân trị giá 30 triệu đồng. Cảm ơn rất nhiều và xin mời thưa quý vị Ngọc Phụng bước lên phía trước để đến với thời khắc vinh danh thưa quý vị. Ngay lúc này, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh sẽ mang chiếc cúp vàng danh giá lần đầu tiên được mạ vàng thật trong suốt 6 mùa giải vừa qua để gửi trao cho quán quân của Solo cùng Bolero mùa 6 với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho quán quân Solo cùng Bolero mùa 6, Ngọc Phụng. Chiều phận gái sang sông tương vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang trường trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ ba chim bảy đội một chuyến sang ngàn. Đêm suối lệ tuôn tràn, bao nhiêu bên mộng trong đời mà em bên đồng em đồng tìm em lá đổ buôn chiều, gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều. Năm 17 tuổi tình yêu mất rồi, em về bèo bọt một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua.
xuân được ngủ ở bên gốc mai. Trong nắng mùa xuân mình được một giấc mơ đẹp. Bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm nhạt phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sự hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xưa mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi, chinh chiến không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Giấc mơ đẹp, bầu trời trong lành được nghe chim ca ngoài ngõ, nghe pháo sao thừa nổ giòn trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cháu con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm đẹp phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân này mùa xuân luôn